Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hồi bữa có một bạn hỏi mình là có cá chạch lửa không. Thì hồi bữa mình có được mợ hai mình tặng cho một con cá chạch lửa với con cá chạch bông nè mọi người. Này nó tưởng cho ăn nè, thấy đã không? Hồi bữa con chạch lửa nó bị ký sinh trùng nè. Tại mợ hai mình nuôi không có oxy á mọi người, rồi cái rồi bỏ tét vô mà nó không ăn, nó sắc cục nha. Rồi nó không ăn, rồi cái nó bị ký sinh trùng bám trên thân á, nó ăn một cái đuôi, nó ăn vô tới xương luôn mọi người. Rồi mình bỏ vô này nó lây luôn con cá heo nữa chứ, đâu rồi con cá heo bị lây đâu nè mọi người. Nó cắn cục cái khúc này, hồi bữa cắn tới lòi xương ngay chỗ này, cắn tươi à, cái cắn lòi xương luôn á. Mà bữa nay nó lành gần hết rồi, cũng đỡ rồi mọi người, nó thấy vết thương. Bữa nó lòi cái xương ra luôn á, dữ lắm. Thì hôm nay mình quay là chú ý cập nhật cái hồ cá heo với cá chạch này của mình thôi. Còn mấy cái khúc lỗ lũa này là mình đi lụm ở ngoài tự nhiên á mọi người. Mình đi lụm rồi mình ngâm đâu cỡ mấy hổm cà chắc cỡ 2-3 tháng rồi đó. Mình ngâm rồi bắt đầu mình tách vỏ nó ra, coi cũng ra gì phết ha mọi người ha. Nhưng mà cái này bởi vì chơi rồi mới biết, cực cho mấy người chơi lừa gỗ lũa mọi người. Hồi mình ngâm mấy tháng trời mà nó ra nước màu vàng khè hoài luôn. Bữa không có cái ma lọc là thổi nhòm mấy con cá. Cá chạch này nó háo ăn dữ lắm nè. Bữa mơ hai mình nuôi dưới, bả thấy nó không ăn rồi bả mới cho mình đó mọi người. Giờ thấy nó dạng ra. Thì tại cái con này á, mình cho nó ăn tép sống nó mới háo ăn mọi người. Còn chứ mà cho nó ăn mà kiểu dạng như mà hai mình cho ăn tép luộc rồi á mọi người, mà bắt sắt cục nào cục nấy bằng ở đầu ngón út thì sao nó ăn được. Cái miệng nó chút yếu mà. Nó thì nó khoái tép tươi mọi người, cứ lọt vỏ mới vô nó chưa ăn á. Nếu mọi người mua ngoài tự nhiên thì mới vô chưa ăn, mọi người phải chịu khó lột vỏ ra rồi bầm tép nhỏ cho nó rồi đút cho nó ăn nó mới ăn. Bỏ vô hồ nó sẽ ăn, rồi nó ăn từ từ rồi mọi người sẽ không có bầm nữa. Mọi người ngắt khúc nhỏ hoặc là lấy dao khứa ra mọi người rồi bỏ vô cho nó ăn. Thì ở đây mình cũng còn con cá chạch cườm nữa nè, lội cái đuôi ra. Bỏ này mọi người thấy cái mỏ nữa không? Cũng còn hai con là uổng, con cái là con chạch lửa rồi ra đi mọi người. Rồi hồi nãy mình đọc comment của mấy bạn đi, có bạn hỏi là mấy cá heo này con nào con đực, con nào con cái mọi người. Thì nói đúng ra mình cũng không rành đâu, nhưng mà theo như mình đọc mình tìm hiểu á thì người ta nói là mấy cái con mà đực á thì cái thân nó sẽ thon dài hơn mấy cái con cái, còn mấy cái con cái thì cái mình nó hơi cục hơn con đực, chứ nó ú hơn mọi người. Giờ hình như mình còn có mấy con cá heo nè, 4 con nè mọi người. Bữa mình cho mợ hai mình hết 2 con mình cho rồi mình đổi cá chạch á. Tại mình thấy người ta cho rồi mình không cho lại gì kỳ mà. Cho lại 2 cá chạch. Thì hổm gà mình cũng cho nó, tụi này cá heo này ăn tép luôn nha mọi người nha. Tép rồi mình nhắc nhỏ mình bỏ vô nó ăn. Với lúc trước mình cho nó ăn dưa leo á. Cái loài này các bạn có thể nuôi chung với leco cũng được nha. Cá không kiếm á mọi người. Thì mọi người cứ sắt một miếng dưa leo rồi mọi người ghim vô cái nẻ hoặc là cái muỗng gì đó để cho nó chìm cái miếng dưa leo xuống. Tại vì miếng dưa leo mọi người bỏ là nó sẽ nổi, trừ khi mọi người luộc thôi. Nhưng mà mình thấy luộc mất công, thứ hai mình thấy nó dơ nước thôi mọi người, cho nó ăn sống vậy. Rồi mình xỏ vô một phân dưa leo tới sáng là nó ăn trống lỏng vòng tròn luôn, nó ăn lưỡi một vòng tròn nè. Con này con chạch cườm của mình, chạch này là ngoài chợ bán rất là nhiều nha mọi người, nhưng mà mình nuôi mình thấy rất là đẹp.
Ổng gà thì mình cũng nuôi cũng lâu rồi đó. Từ hồi cái clip mà kỳ đó mình nuôi chung với con chạch lấu bự đó mọi người, thì tới giờ cũng mấy tháng rồi mà mình cũng bỏ vô không thấy nó ăn gì, thấy toàn con chạch bông này ăn thôi mà. Con này dành ăn hết trơn, bỏ vô như mấy con cá heo cũng chưa ăn. Được không? Còn con này nó trốn không à. Nuôi mấy con này thì mọi người nên xếp tốt bể biêu tốt, trải nền nó thì hay. Nhưng mà tại mình chưa. Mình đang để coi coi. Mình thấy trải nền thì nó dơ quá, nhiều khi bỏ mấy con rết vô mấy con này nó không ăn được, nó lọt xuống nền nữa mọi người. Rồi không ăn được rồi mình không vệ sinh được, nó sinh bệnh nó khó lắm. Cho nên mình chưa có trải. Mấy con này thì mấy anh em nào mà thích mấy con cá bơi tới bơi lui thì mấy cái con này nó không đáp ứng được điều đó đâu nha. Nó chỉ trốn, nó núp suốt luôn à. Mọi người mà nuôi ngoài dạng như bể rộng á, mọi người sẽ tập gỗ lũa nhiều, làm cái giống tự nhiên nữa mọi người, thì nó sẽ dạng và nó sẽ ra ngoài nhiều hơn. Còn hổng gà mình mới dời nó lên đây, hổng gà mình nuôi dưới cái thùng mốt mọi người, rồi mình cho nó xuống hồ nhỏ như thế này nữa. Mình mới dời lên đây ngày hôm qua, cái hồ này mình mới sửa lại cái lọc nè, mình cho phun xi với sửa lại cái này xíu, mình cho dòng chảy nó thấp lại mới nuôi được. Mình đang dự định nuôi leco nè. Mình thấy mấy cái con mà lau kiến da beo albino quá mọi người, nhức nách quá mọi người, mình đang tính chơi. Nhưng mà sau này mình đang, hồi bữa mình tính mua một cái hồ nữa đặng mình chơi leco với mọc sọt, mà mấy mốt mấy cái con thành cát tiêu hãng với hồng dĩ rồi nó lớn, mình cũng phải dời hồ, mình cũng phải ra đi tụi nó, là bởi vì mình không có mua. Rồi thì hôm nay chủ yếu cập nhật lại cho mọi người xem một cái bể cá chạch với cá heo của mình. Mấy cái lỗ này là mình tự đi kiếm, mình về mình ngâm mình xử lý. Rồi thì chúc một các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, ủng hộ like share cho mình. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở mấy clip tiếp theo ha. Thì clip tiếp theo chắc mình làm về những câu hỏi thường gặp về cá thành cát tư hãng phần 2 á mọi người. Thì mọi người hãy nhớ đón xem clip đó của mình ha. Còn hôm nay thì mình cập nhật cho mọi người xem cái hồ này thôi. Rồi bye bye mọi người.